có cái khởi thủy từ rất là lâu, từ hàng chục năm, là chữ pacemaker. Nhưng mà rộng ra hơn thì ta phải hiểu nó là cái chữ device, tức là các thiết bị được cấy ghép ở trong tim. Thì ngoài cái vấn đề máy tạo nhịp là một cái thiết bị kinh điển, thì nó còn những thiết bị khác mà có thể không gọi là máy tạo nhịp. Ví dụ máy có chức năng là tái đồng bộ tim, đúng không? CRT, hoặc là máy ICD, tức là máy phá rung và chuyển nhịp tự động, đúng không? Ngoài ra có cả những thiết bị khác thì người ta gọi chung là device. Thì trong ngày hôm nay thì chủ yếu cơ bản là em sẽ giới thiệu về vấn đề là khái niệm cơ bản về máy tạo nhịp tim và những cái điện tâm đồ cơ bản nhất của máy tạo nhịp. Đấy là thuộc nội dung bài thứ nhất. Bài thứ hai em còn một buổi nữa vào trưa thứ hai tuần sau, đúng không? Trưa thứ hai tuần sau là buổi thực hành. Ở trong cái buổi đó thì ta sẽ bàn sâu hơn nhiều vấn đề khá là thú vị về các dạng điện tâm đồ, các bất thường khác nhau máy tạo nhịp mang tính thực hành cao. Và vấn đề thứ hai đó là một số cái tình huống, ví dụ như là các anh chị có bệnh nhân máy tạo nhịp nhưng các anh chị cần cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ, đúng không ạ? Người ta không biết là xử lý, ta phải làm như thế nào. Các bệnh nhân cần phẫu thuật. Đấy, ta sẽ nhận được những cuộc hội chẩn của các bác sĩ phẫu thuật là bệnh nhân đang có máy tạo nhịp, bây giờ bệnh nhân phẫu thuật thì làm gì? Bây giờ hoặc là một số tình huống khác, ví dụ các anh chị cần sốc điện cấp cứu, ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân mang đang có thiết bị tạo nhịp trên người, hoặc là ta cần sốc điện chuyển nhịp cho các bệnh nhân đang mang thiết bị tạo nhịp thì ta làm thế nào, và những cái nhận định những cái điện tâm đồ bất thường của cái máy tạo nhịp ta làm sao. Người ta sẽ khái quát một số cái mà ta thường gặp nhất để ta sẽ có cái ứng phó phù hợp cho những tình huống khác nhau trên lâm sàng. Để trước hết ngày hôm nay trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng 1 tiếng rưỡi em sẽ trao đổi với anh chị về vấn đề khái niệm cơ bản về máy tạo nhịp và điện tâm đồ máy tạo nhịp. Vâng, thì cấy máy tạo nhịp là một cái phương pháp mà điều trị cho những bệnh nhân chỉ định có chỉ định để cấy máy tạo nhịp. Đó, chỉ định theo gì? Chỉ định ở Việt Nam mình thì chỉ định của Hội Tim Mạch Việt Nam, mà thực chất đó là những cái chỉ định của Hội Tim Mạch học Hoa Kỳ hoặc Hội Tim Mạch học Châu Âu, tức là chỉ định cấy máy tạo nhịp nói chung và các thiết bị tạo nhịp nói chung là như vậy. Thế máy tạo nhịp sẽ giúp tạo nhịp cho bệnh nhân mà nhịp chậm dưới mức mong muốn. Máy tạo nhịp một buồng. Tạo nhịp một buồng là cái máy mà nó máy tạo nhịp một buồng thì có một cái thân máy ở đây. Đó, và có một cái dây điện cực ra, là cái dây điện cực này sẽ gắn vào tâm nhĩ phải hoặc là tâm thất phải tùy vào cái chỉ định cụ thể của bệnh nhân. Nhưng mà ý chữ một buồng ở đây có nghĩa là chỉ gắn cái điện cực vào một buồng tim nào đó của bệnh nhân. Thế thì máy tạo nhịp một buồng bình thường người ta sẽ cấy ở dưới đòn phía bên tay trái, đó là cái bên tay không thuận của bệnh nhân. Thường đa phần bệnh nhân là thuận tay phải, đó, dưới đòn bên trái, và cái dây điện cực sẽ được đưa vào tĩnh mạch dưới đòn, chọc tĩnh mạch dưới đòn, cũng có thể là chọc ở khu vực tĩnh mạch nách, đúng không? Hoặc là tĩnh mạch đầu, là một cái cắt đào ở tĩnh mạch đầu. Và cái dây điện cực này sẽ đi qua được vào được tĩnh mạch chủ trên, và cái dây điện cực sẽ được gài vào trong buồng nhĩ phải hoặc là buồng thất phải tùy vào cái chỉ định của bệnh nhân là cần phải tạo nhịp ở tâm nhĩ hay là tạo nhịp ở tâm thất. Đây, đây là hình ảnh X-quang của máy tạo nhịp một buồng. Hình ảnh X-quang này ta thấy là với cái trường tim phổi ở đây thì máy tạo nhịp này nằm ở khu vực dưới đòn bên trái, đúng không? Và có cái dây nối cũng đi dọc theo tĩnh mạch dưới đòn vào tĩnh mạch chủ trên vào buồng nhĩ phải, và cái dây này được gài vào địa chỗ này là vị trí của tiểu nhĩ phải. Trong trường hợp này là bệnh nhân cần phải tạo nhịp một buồng nhĩ. Thì đây là tạo nhịp một buồng thất, là cũng với một cái hình ảnh máy điện cực được cấy vị trí đó đưa vào đây, và cái dây điện cực sẽ được gài vào trong buồng thất phải chứ không phải vị trí buồng nhĩ phải như là cái ví dụ trước đấy. Cái máy tạo nhịp hai buồng này, máy tạo nhịp hai buồng thì là lại có cũng là một cái thân máy đó, nhưng mà có hai cổng cắm để cắm hai dây điện cực. Đấy, hai dây điện cực, và hai dây điện cực này một dây sẽ được gắn vào tâm nhĩ phải và một dây sẽ gắn vào tâm thất phải. Rồi ta sẽ có hai cái dây ở hai buồng tim khác nhau được gọi là máy tạo nhịp hai buồng. Hình ảnh X quang của máy tạo nhịp hai buồng cũng là một cái máy mà thường quy là ta hay cấy dưới đòn bên trái, và một dây điện cực sẽ được gắn vào tiểu nhĩ phải. Đấy, và một dây điện cực vào phía thất phải. Và không nhất thiết là mọi trường hợp ta sẽ gắn vào tiểu nhĩ, nhưng mà tuy nhiên tiểu nhĩ thường là cái chỗ mà gắn dây điện cực với có những cái ngưỡng tạo nhịp thích hợp nhất, phù hợp nhất và có thể gài được dây điện cực tốt nhất. Có nhiều nhiều trường hợp ở trong tiểu nhĩ phải sẽ không có dẫn được
tạo nhịp tim cho bệnh nhân, thì dây điện cực này có thể được gắn ở vùng vách nhĩ phải hoặc là gắn sang phía thành bên nhĩ phải. Đấy, thì khi đó thì trên hình chụp X-quang thẳng thì sẽ không thấy cái dây điện cực đặt ở cái vị trí này, mà có thể nó ngoảnh sang bên này hoặc có thể ngoảnh lao vào cái vùng vách bên kia. Tương tự là đối với dây điện cực thất, dây điện cực thất có thể gắn ở phía gì ạ, mỏm thất, có mấy vị trí để mỏm thất có thể gắn ở phía vách, ta sẽ thấy dây điện cực nó chồng lên trên này là phần phía vách liên thất, vách của đường da thất phải, hoặc là có trường hợp ta sẽ thấy dây điện cực chồng hẳn lên trên này, tức là chỗ này là cung động mạch phổi đúng không ạ, và gắn chỗ này nó gọi là đường da thất phải, tức là vị trí mà tống máu từ thất phải ra mạch phổi. Thì tùy vào những cái chi tiết kỹ thuật khác nhau ở từng ca hoặc là những cái quan điểm về dựa trên những cái bằng chứng và những cái dữ liệu nghiên cứu của từng trung tâm mà người ta sẽ lựa chọn những cái vị trí khác nhau, hoặc đôi khi là sẽ là các nghiên cứu. Ví dụ ngày xưa có những cái nghiên cứu kinh điển là chia ra làm 3 nhóm, một nhóm là đặt điện cực ở mỏm thất phải, một nhóm đặt điện cực ở vùng vách và một nhóm đặt điện cực ở đường da thất phải, và theo dõi trong một thời gian dài, phân 3 nhóm hoàn toàn ngẫu nhiên để người ta xem là cái biến cố của bệnh nhân gặp phải, theo biến cố suy tim, biến cố các dung nhĩ gặp phải, biến cố các thay đổi về chức năng của thất phải và chức năng thất trái ở cả 3 nhóm như thế nào. Người ta đưa ra khuyến cáo là ta nên là đặt cái vị trí điện cực này ở mỏm hay là vùng vách hay là vị trí đường da. Đấy là những cái hơi chuyên sâu hơn một tí. Thế thì máy tạo nhịp nói chung sẽ được đặt vào tổ chức dưới da. Ngày xưa là có khoảng những năm 70, những năm 60, 70 đã có cái máy ở trong cơ, tức là bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ mở tổ chức da dưới da cơ ngực này, xong lại người ta mở đắp vào cơ ngực lớn, xong đặt máy ở trong cơ, đặt cơ, sau đó khâu vào, sau đó là bùi tổ chức dưới da, khâu dưới da lại và đóng thành sẹo. Thế thì cái cấy máy ở trong cơ ấy, thì thực chất là có một nhược điểm rất là tốt, đó là chống được nhiễm trùng. Tại vì là cái chỗ nào mà tưới máu được nhiều thì cái chỗ đấy là sẽ được đưa những cái ví dụ bạch cầu các thứ vân vân, hoặc là những cái chất mà để chống lại cái vấn đề nhiễm trùng, là được lưu thông, có cái lưu thông dòng máu tốt, tưới máu rất là tốt. Cho nên là cái máy ở trong cơ có một ưu điểm rất là tốt, được tưới máu rất đầy đủ. Còn cái máy ở tổ chức dưới da thì sẽ có một nhược điểm, đó là sẽ không được tưới máu được đầy đủ, nhiều, đậm đà, đẫy đà như là cái máy ở trong cơ. Cho nên là cái xác suất nhiễm trùng có thể cao hơn ở một số nghiên cứu. Tuy nhiên là về trong thực hành trên lâm sàng thì nếu mà cái máy ở dưới da với một cái cơ sở được chuẩn bị một cách chuẩn bị về mặt vấn đề vô trùng một cách đầy đủ, kinh nghiệm của bác sĩ tốt, kể cả kỹ thuật rửa tay của bác sĩ và những cái đồ phụ trợ ví dụ những cái miếng dán vô khuẩn 3M vân vân này khác rất là tốt, như một cái cuộc đại phẫu về ngực hoặc đại phẫu về bụng thông thường, thì cái tỷ lệ nhiễm trùng thường rất là thấp. Ở những chế trung tâm lớn ở trên thế giới thì tỷ lệ nhiễm trùng trong máy tạo nhịp đối với cái máy dưới da thì thường ở chỉ dưới 2%, còn đối với cái máy lần thứ hai thì là sẽ là có thể khoảng 4-5% tùy từng trung tâm. Thế đây em sẽ trả lời câu hỏi là vì sao cái thay máy lần thứ hai nghe có vẻ đơn giản hơn là cấy máy lần đầu, nhưng vì sao mà cái xác suất nhiễm trùng của bệnh nhân thay máy lần thứ hai sẽ cao hơn, sẽ trả lời sau. Thế thì dây điện cực gắn ở trong tim bằng cái gì? Nó phải có cái đầu gắn. Cái loại thứ nhất là lò xo xoáy, như là mình xoáy ốc vít ấy. Anh chị dùng xoáy ốc vít xoáy vào tường. Và loại thứ hai là loại mỏ neo. Cái loại mỏ neo này cũng sẽ được dài đặt ở trong buồng tim. Và vì cái cấu trúc thực chất là trong buồng thất thì là nó là các cấu trúc nó rất là kiểu bè cơ, có các bè cơ lỗ chỗ rất là nhiều ở trong cái nội mạc của tâm thất, cho nên là những cái móc mà nó gọi là mỏ neo này nó có thể sẽ neo được vào những cái móc bè cơ đấy và giữ cái dây được chắc chắn. Còn nếu mà với một cái buồng tim mà trơn nhẵn thông thường đấy, thì rõ ràng là cái điện cực mỏ neo này không thể nào giúp cố định những cái điện cực tại vị trí. Và khi đó thì ví dụ này ta sẽ phải dùng dây điện cực mà loại xoắn chủ động. Tiếp theo cái dây điện cực, ví dụ đây điện cực mỏ neo sẽ dài ở trong này, và anh chị thấy có những cái bè cơ đây đúng không ạ, bè cơ đây, và cái đầu của nó sẽ là cái đầu xa của dây điện cực sẽ là miếng kim loại và nó tiếp xúc với cơ tim, và cái đầu này sẽ chính là cái nơi mà phát xung ra cơ tim để cho cơ tim dẫn điện hoặc là thu nhận cái dòng điện từ cơ tim truyền về cái đầu dây này và truyền qua cái lõi dây điện cực để đưa về máy để tiến hành xử lý. Nhìn ở phía ngoài cái máy tạo nhịp thì là đây có một cái thân máy này rất là trơn tru mềm mại, không góc cạnh đúng không ạ,
và có cái trên phía này là gọi là cái phần cổng, cổng để cắm nối các dây điện cực. Mà thế nhưng mà khi mà chụp X quang lên thì nó như thế nào? À, ở trong cái thân máy này, trong cái thân máy này thì là có hai phần. Phần thứ nhất là pin của máy, cái phần đặc này sẽ chính là pin của máy, và đây là bộ vi xử lý. À, thế cái đắp tiền của cái máy tạo nhịp ấy à, chính là cái này. Dù cái này rất là bé nhưng mà đắp tiền của máy tạo nhịp nó là ở chỗ đấy, và đấy là gì ạ, là cái chất xám của cái người bác sĩ hoặc là cái người kỹ sư chế tạo và lập trình ra cái bộ vi xử lý của máy tạo nhịp này, để làm sao mà nhận cảm và hoạt động tạo nhịp cho nó chính xác, để tùy trong những cái hoàn cảnh rất cụ thể từng nhịp của bệnh nhân. Đây là pin của máy. Đấy, thì ở trên này là có những cái cổng cắm mà cắm dây điện cực vào. Đấy, và ta sẽ đưa dây điện cực vào trong trong buồng tim. Đấy là cái máy tạo nhịp, là máy tạo nhịp có dây. Thế bây giờ người ta đã phát minh ra một cái máy tạo nhịp là máy tạo nhịp không dây, là hãng Medtronic, nó đặt tên là Micra. Máy tạo nhịp này thực ra rất là bé, chỉ bằng cái ngón tay út của các anh chị, bằng 2/3 ngón tay út. Và cái máy tạo nhịp này sẽ được đưa theo cái tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch đi qua theo đường tĩnh mạch đùi, đúng không ạ? Thế xong rồi đưa theo tĩnh mạch chủ dưới, đưa lên buồng nhĩ phải, xong chui vào trong buồng thất phải bằng một cái hệ thống dụng cụ introducer, và sau đó là nhả cái máy tạo nhịp vào đây, và máy tạo nhịp đấy nó sẽ gắn vào trong trong buồng tim của bệnh nhân. Sau đó ta sẽ cắt cái dây nối và ta sẽ rút cái hệ thống này ra ngoài, và máy tạo nhịp sẽ ở lại. Và hình ảnh X quang cuối cùng là cái máy tạo nhịp nó nằm ở trong này cho bệnh nhân. Thì có những đối tượng sẽ được chỉ định cái máy tạo nhịp này thay vì cái máy tạo nhịp có dây, đúng không ạ? Ví dụ như cái đối tượng mà ví dụ như người rất là già, người rất là già bị nhiễm trùng, máy tạo nhịp ở hai bên chả biết cấy vào chỗ nào, đúng không ạ? Những người có những cái nguy cơ chảy máu vân vân, hoặc là một số cái đối tượng đặc biệt khác sẽ có chỉ định để đặt cái máy tạo nhịp này. Và khi cái máy này hết pin, người ta có thể đặt thêm một cái máy tạo nhịp khác. Bây giờ lại có những cái phát minh mới là máy tạo nhịp này chỉ có được một buồng thôi, nhưng mà có những phát minh mới là để đặt thêm một cái máy nữa, thiết bị nữa gắn ở buồng nhĩ này. Sau đó là cái máy ở buồng nhĩ với cái máy ở buồng thất sẽ giao tiếp được nhau không dây, hoàn toàn không dây, rất tin cậy để tạo nhịp được hai buồng cho bệnh nhân. Như vậy là bệnh nhân không có bất kỳ một cái sẹo nào ở trên da, trên người, không có bất kỳ một cái sẹo nào trên người mà vẫn được tạo nhịp tim rất là tốt. Và khi mà thiết bị trong cái quá trình làm thủ thuật này, thiết bị hoàn toàn vô trùng, không để gây ra nhiễm trùng huyết cho bệnh nhân, ví dụ như vậy, thì vậy những cái xác suất nhiễm trùng trường hợp rất là thấp. Nó khác với cả một cái máy mà cái ngày tổ chức dưới da, tức là rất là dễ tiếp xúc với cả những cái môi trường bên ngoài qua một cái lớp da mỏng. Thế thì đấy là máy tạo nhịp. Thế còn máy phá rung tự động, máy phá rung tự động là một cái thiết bị cao cấp hơn của máy tạo nhịp. Cái máy phá rung tự động thì cái thân máy sẽ to rất là nhiều, đúng không? Tại sao thân máy to rất là nhiều thì ta sẽ biết là ở cái thân máy này nó lại có 3 phần khác với cả cái máy tạo nhịp thông thường. Nó có một phần là bảng mạch điện tử, đây chính là bộ não của cái máy này. Và cái bảng mạch điện tử này sẽ tinh vi và phức tạp hơn rất là nhiều so với máy tạo nhịp thông thường. Cho nên là vì sao cái giá máy phá rung tự động cực kỳ đắt. Thế thì cái phần thứ hai là pin. Nó cũng cần một cái cục pin. Và cục pin này sẽ lớn hơn máy tạo nhịp thông thường, bởi vì nó sẽ cần một cái năng lượng lớn để mỗi lần sốc điện. Và cái phần thứ ba nó gọi là tụ điện. Tụ điện để nạp cái năng lượng điện vào đây, và khi mà nhả ra thì nó sẽ nhả cú sốc phóng vào người bệnh nhân. Tức là muốn sốc điện thì từ pin sẽ phải đưa năng lượng vào cái tụ điện này, cái điện thế rất là cao, sau đó nhả ra đột ngột để cú điện, dòng điện phóng ra, đúng không? Giống như là ta đua xe là dính, đúng không? Sau ta nhả côn thì là xe sẽ phóng đi rất là nhanh. Thì cái máy phá rung tự động là nó khác biệt máy tạo nhịp thông thường ở chỗ đó. Thế ở cái máy phá rung tự động thì nó có cái gì? Cái dây điện cực của máy phá rung tự động, đây là máy phá rung tự động một buồng. Cái dây điện cực nó sẽ không phải mảnh mai, đúng không? Thon gọn như là dây điện cực thông thường, mà nó có hai cái phần béo, đấy, đậm lên ở đây. Thế thì chỗ này ta tưởng tượng đây chính là buồng thất phải này. Đấy, chỗ này là ba lá. Thế thì và cái dây này sẽ được đặt vào chỗ mỏm thất phải. Thế cái đầu này vẫn là một cái đầu xoắn vào mỏm thất phải, nhưng mà đây nó chính là một cái cuộn điện cực. Đây là một cái cuộn này là để gì ạ? Để chính là để dùng cho cú sốc. Đây là một có một cái cuộn nữa ở tĩnh mạch chủ trên. Tĩnh mạch chủ trên. Thế thì nguyên lý sốc điện là gì? Nguyên lý sốc điện là có mấy cái dạng vector ta có thể lựa chọn. Kinh điển nhất là khi mà bệnh nhân có rung thất. Đây, tức là khu vực thất trái đây. Đúng không? Anh chị tưởng tượng khu vực thất trái chỗ này. Đấy. Rung thất nó cần phá rung. Thì khi mà ta
cái máy nó phát ra cú sốc thì sẽ có một dòng điện qua lại giữa cái cuộn dây này và thân máy. Đấy, thân máy sẽ chính là cũng là một cực sốc điện, giống như ta đặt hai cái bản cực sốc điện. Và sẽ có một dòng điện khác có thể được lựa chọn là giữa cuộn dây của tĩnh mạch chủ trên với cái cuộn dây ở mỏ thất phải, tức là dòng điện sẽ chạy hướng này và chạy theo cả hướng này, theo cả chiều ngang lẫn theo cả chiều dọc của cơ tim. Như vậy nó sẽ quét qua đủ toàn bộ cái phần cơ thất và nó sẽ để cắt được các những cái rối loạn nhịp, những cái rung thất mà đang có ở bệnh nhân. Thế ở tư thế nghiêng phải 40 độ thì vẫn là cái cuộn dây đó, đúng không? Ta sẽ nhìn thấy rõ nó ở phía phía mỏ thất phải, còn cuộn dây này được gài vào tĩnh mạch chủ trên. Thế ở tư thế nghiêng trái, khi mà ta chụp nghiêng trái thì ta đây là thất trái này. Đây là bóng thất trái. Cái cuộn dây của nằm trong thất phải là đây và cuộn dây tĩnh mạch chủ trên ở đây. Như vậy rõ ràng một cái dòng điện mà đi qua từ cái cuộn dây ở mỏm này với thân máy thì sẽ quét được qua cái vùng cơ thất đây. Máy phá rung tự động, đấy là máy phá rung tự động một buồng. Còn máy phá rung tự động hai buồng là gì? Ngoài cái dây điện cực được đặt ở gì ạ? Như kinh điển là máy là một buồng thì có thêm một cái dây nữa ở vùng nhĩ phải. Đấy, ta sẽ cài vùng nhĩ phải. Vì sao lại nên có một cái dây ở vùng nhĩ phải như thế này? Bởi vì là khi ta chỉ có một dây ở buồng thất, đúng không? Khi mà ta có một cái nhịp nhanh trên thất này sẽ cũng tạo được một cái đáp ứng thất nhanh bao nhiêu đó. Thế thì khi mà ta chỉ có một dây ở thất phải thì ta sẽ cái dây thất phải này cũng ghi nhận được một tần số thất nhanh, nhưng mà cái dây ở thất này thì không hề biết được là cái nhịp nhanh đấy là khởi nguồn là từ phía trên thất, từ nhĩ xuống, hay là khởi nguồn từ chính ở trong buồng thất. Cho nên là nó sẽ có thể sẽ tiến hành nhiều những cái cú xúc nhầm. Đối với nhịp nhanh trên thất thì sẽ không sợ lắm, đúng không ạ? Còn đối với nhịp nhanh thất hoặc là những cái rung thất ở những bệnh nhân mà có chỉ định với ICD thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy sẽ có một cái tỷ lệ xúc nhầm cao hơn là nó sẽ điều trị cho những cái ca nhịp nhanh trên thất. Thế thì cái máy tạo nhịp mà ICD mà hai buồng, nó sẽ có thêm một cái dây điện cực ở buồng nhĩ, và cái dây điện cực ở buồng nhĩ sẽ giúp cái chương trình của máy sẽ phân biệt được rõ là cái đoạn nhịp đó là khởi nguồn từ trên thất, tại vì ta có sẵn một cái dây ở nhĩ rồi, đúng không ạ? Hay là khởi nguồn ở trong thất. Cái máy tái đồng bộ tim gì? Cái máy tái đồng bộ tim là cái máy mà có ba dây điện cực, một dây điện cực đặt ở nhĩ phải, một dây điện cực đặt ở thất phải, và một cái dây điện cực khác được đi theo xoang tĩnh mạch vành để đi sang phía bên thất trái, đúng không ạ? Ta biết là cái xoang tĩnh mạch vành là cái xoang nó nằm ở cái rãnh phân biệt giữa nhĩ trái và thất trái. Thế thì khi mà chúng ta đưa vào trong cái lỗ, và cái lỗ tĩnh mạch vành lại đổ ra nhĩ phải. Lỗ tĩnh mạch vành đổ ra nhĩ phải. Lỗ tĩnh mạch vành đây. Đây là buồng nhĩ phải. Đây là buồng thất. Thế thì cái xoang tĩnh mạch vành là đi theo như thế này. Đó, trong từ đấy nó có rất là nhiều nhánh chia ra. Đấy. Nhiều nhánh chia. Đấy, và cái này tất cả máu sau khi được cấp máu ở thất trái bởi động mạch vành thì máu sẽ về các nhánh của tĩnh mạch vành xong về tĩnh mạch tim lớn, đúng không ạ? Về lỗ tĩnh mạch vành xong về trở về buồng tim bên phải, sau đó lại được đưa lên phổi, đúng không ạ? Là sang. Thế thì cái đường tĩnh mạch vành này là một cái đường mà chúng ta có thể đưa một cái dây điện cực vào, đưa vào trong này, và ta có thể đưa vào bất kỳ một cái nhánh nào đó ở đây, đúng không ạ? Tùy theo mong muốn, chúng ta muốn đưa vào nhánh nào ta sẽ đưa. Tất nhiên là sẽ có chỉ định là nhánh nào sẽ tốt hơn. Đưa vào đây, và khi đó thì cái dây điện cực ở đây nó sẽ tiếp cận được bề thượng tâm mạc của thất trái. Đấy. Và ta sẽ có thể tạo nhịp được đồng bộ. Tức là ta sẽ, ví dụ kinh điển thì là ta sẽ phát nhịp ở thất phải, đồng thời lúc ấy là cũng phát nhịp ở thất trái. Như vậy là sẽ tạo nhịp ở hai thằng này cùng một lúc thì sẽ giúp cho cái đồng bộ cơ tim sẽ tốt hơn. Đồng bộ cơ tim sẽ tốt hơn. Là nếu ta chỉ, ví dụ ta chỉ pace thất phải đơn thuần thì cái khử cực nó sẽ phải đi hết thất phải xong lại đi sang thất trái, như vậy thời gian của em sẽ dài hơn rất là nhiều. Còn nếu mà ta tạo nhịp ở thất phải, và ví dụ ta tạo nhịp thất trái cùng một lúc hoặc là hơn trễ hơn tùy vào cái lập trình, thì ta sẽ rút ngắn được cái tổng thời gian khử cực thất hơn, là giúp cho QRS thanh mạch hơn rất nhiều, và sẽ có những cái lợi ích trong về mặt huyết động cho tim và lợi ích trong việc cải thiện
cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tái nhập viện ở những bệnh nhân suy tim mà có chỉ định cái thiết bị này. Mà thế thì người ta lại phát minh ra một cái nữa là máy vừa có tái đồng bộ tim, tức là cũng có ba dây điện cực là nhĩ phải, thất phải và lại thêm một dây điện cực ở xoang tĩnh mạch vành thất trái, nhưng mà lại có thêm cái chức năng là phá rung tự động, tức là cái dây thất phải không phải làm cái dây tạo nhịp đơn thuần mà lại làm cái dây mà có luôn cái cuộn dây. Đấy, cuộn dây để phá rung như là cái máy ICD thông thường, cuộn tĩnh mạch chủ trên, cuộn thất phải phối hợp với cái thân máy là một cực nữa, có tác dụng phá rung trong những cái trường hợp mà bệnh nhân xuất hiện những cái rối loạn nhịp thất, rung thất hoặc nhanh thất. Có một cái thiết bị nữa người ta gọi là máy phá rung cấy dưới da. Đấy, máy phá rung tự động ICD kinh điển là ta sẽ đặt máy ở trong buồng, đặt ở dưới da đúng không ạ, sau đó ta đưa vào trong buồng thất, đưa vào trong buồng tim. Thế thì nếu mà ví dụ ta không muốn phải chọc tĩnh mạch của bệnh nhân, ta không muốn đưa cái dây điện cực gì vào trong người của bệnh nhân, thì ta có thể làm máy phá rung cấy dưới da. Cấy dưới da tức là gì? Ta sẽ rạch cái da ở cái vùng ngực bên trái của bệnh nhân này, xong rồi đặt được cái thân máy vào đây, xong rồi luồn đi, tạo một cái đường hầm đi dưới da, luồn từ vùng dưới da này tới mũi ức của bệnh nhân, sau đó chọc một cái đường hầm đi từ mũi ức lên trên đến cái họng ức này của bệnh nhân. Thế thì cái đường hầm dọc theo xương ức này ta sẽ giúp ta đặt một cái dây điện cực vào đó, và cái dây điện cực đấy là ví dụ trên hình chụp đây, đặt ở đây. Đấy, và phối hợp với cái thân máy ở đây thì tạo thành hai cái cực của sốc điện. Thì ta tưởng tượng là một điện cực, một bản cực đặt dưới da, một bản cực đặt ở phía bên nách như này. Như vậy khi sốc điện thì cũng giống hệt như việc ta đặt một bản cực sốc điện ngoài đúng không ạ, ở phía mỏm tim, và một bản cực ở bên vùng ngực trái, ngực phải và dưới đòn, thì cái dòng điện nó cũng sẽ qua lại và nó phá rung được những cái rối loạn nhịp thất của bệnh nhân. Mà thì có những cái bệnh nhân là có thể phù hợp với những cái chỉ định mà đặt máy tạo nhịp ở dưới da như thế này. Thế thì cái máy này thì nó sẽ có một nhược điểm so với cả cái tạo nhịp, so với cái máy phá rung tự động mà cấy ở trong cơ thể ở chỗ nào. Tức là máy phá rung tự động ở trong cơ thể nó có khả năng là tạo nhịp khi cần, tức là nó có thể làm được chức năng như một cái máy tạo nhịp một buồng thông thường. Tức là khi bệnh nhân nhịp chậm quá nó có thể tạo nhịp, hoặc là sau sốc điện nó sẽ có một đoạn vô tâm thu dài. Đó. Thì lúc ấy là máy nó sẽ tạo nhịp ngay với tần số là 40 hoặc 60 chu kỳ một phút nếu mà muốn. Thế nhưng mà máy tạo nhịp ở dưới da, máy phá rung tự động ở dưới da như này thì nó sẽ qua một cái lớp da rất là dày, đúng không? Da cơ xương, vậy điện trở nó rất là lớn. Vậy nó muốn tạo nhịp thì phải dùng một cái năng lượng rất là cao thì mới có thể tạo nhịp được từ phía ngoài dưới da bệnh nhân vào cho tim để bệnh nhân có bóp. Cho nên là sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Như vậy là những cái máy này sẽ không thích hợp cho những bệnh nhân mà ví dụ có nhịp chậm. Đấy, vừa cần phá rung tự động mà lại vừa có nhiều lúc nhịp chậm và cần phải tạo nhịp, ví dụ như vậy. Và cái tạo nhịp tạm thời là cái máy tạo nhịp mà sẽ cần cho những cái trường hợp có những cái chỉ định, đúng không ạ? Thế thì hầu hết là tạo nhịp tạm thời chỉ cần một buồng, chỉ cần để cho bệnh nhân sống nữa, tạo nhịp một buồng vào cái buồng thất của bệnh nhân là thất bóp là bệnh nhân sống rồi. Thế nhưng mà có một số trường hợp người ta có thể tạo nhịp tạm thời hai buồng, đấy, dùng sau mổ tim tức là người ta gài vào thượng tâm mạc thất của bệnh nhân, ví dụ thất phải hai cái dây, sau đấy khâu vào thượng tâm mạc của nhĩ phải hai cái dây, luồn qua xương ức, sau đó nối với cả cổng nhĩ và nối với cả cổng của máy tạo nhịp tạm thời, thì cũng có thể sẽ tạo nhịp được cả hai buồng đồng bộ nhĩ thất cho bệnh nhân, để có thể sẽ giúp ích trong những trường hợp mà ví dụ suy tim nặng sau mổ. Khi đó thì cái việc mà ta tạo nhịp đồng bộ nhĩ thất tạm thời sau mổ tim cho bệnh nhân thì sẽ có lợi ích hơn rất là nhiều trong cái việc là hồi sức cho bệnh nhân sau mổ tim. Thế thì chức năng của máy tạo nhịp tạm thời cũng là hai chức. Máy có thể phát xung từ máy tới tim để kích thích tim, hoặc là nó thể cảm nhận được nhịp tim tự nhiên truyền về máy. Và ba cái loại núm điều chỉnh cơ bản là máy nào cũng có. Thứ nhất là điều chỉnh tần số, thứ hai là điều chỉnh cường độ phát xung, và điều chỉnh mức độ nhạy của cảm nhận nhịp tim tự nhiên của bệnh nhân. Và nó có ba đèn báo cơ bản là máy nào cũng có, là đèn phát xung, khi nào máy phát xung thì nó sẽ nháy đèn phát xung, khi nào nhận cảm thì nó sẽ báo đèn nhận cảm, tức là nó nhận được nhịp tự nhiên của bệnh nhân, và khi nào mà máy sắp hết pin thì nó cũng sẽ có một cái đèn báo sắp hết pin. Mọi người có hay để ý đèn báo sắp hết pin của máy tạo nhịp tạm thời không ạ? Chắc là không đúng không ạ? Có người để ý không ạ? Khi mà xem bệnh nhân tạo nhịp tạm thời ấy, là phải để ý đèn báo hết pin nhá. Tại vì từ khi đèn báo hết pin mà sáng đỏ lên ấy, thì chúng ta thường là chỉ còn trong khoảng 24 đến 36 tiếng để chúng ta thay cái pin đó.
Thế nếu chúng ta không để ý thì là máy tạo nhịp hết pin, mà trong trường hợp bệnh nhân block cấp 3 phụ thuộc hoàn toàn máy tạo nhịp tạm thời. Máy hết pin là bệnh nhân sẽ rung thất. Và chuyện đấy đã từng xảy ra trong thực tế. Ok, đây. Máy tạo nhịp tạm thời. Bấm cái phím điều chỉnh mức độ nhạy. Có phím này để điều chỉnh cường độ phát xung và có cái điều chỉnh tần số. Và cái đèn thì sao? À, đây là đèn báo sắp hết pin. Là ví dụ máy Medtronic, cái đèn ở đây khi mà nó sáng đỏ trưng lên thì đó là sắp hết pin rồi. Máy các máy tạo nhịp tạm thời loại khác cũng như vậy, cùng có một cái đèn đó và nó sẽ báo. Thế còn khi là đèn nhận cảm, khi nhận cảm thì nhận được nhịp tự nhiên bệnh nhân nó sẽ nháy đèn, và khi nào máy phải phát xung để tạo nhịp cho bệnh nhân thì nó cũng sẽ nháy đèn. Đấy là những cái chi tiết mà ta cần lưu ý, vì nó sẽ liên quan đến thực hành lâm sàng của máy tạo nhịp tạm thời. Thì ta lưu ý nhé, cái dây mà máy tạo nhịp tạm thời mà ta vẫn làm ở đây đấy, ta vẫn làm ở viện tim mạch ấy, nó không phải là dây của tạo nhịp tạm thời, rất là rõ như vậy. Cái dây để tạo mà ta vẫn dùng để tạo nhịp tạm thời đây, nó là cái dây của thăm dò điện sinh lý tim. Đấy, thăm dò điện sinh lý tim nó không phải là dây vốn sinh ra để tạo nhịp tạm thời. Thế mà cái dây của tạo nhịp tạm thời nó hoàn toàn là khác. Dây tạo nhịp tạm thời hoàn toàn để chuyên cho tạo nhịp tạm thời hoàn toàn là khác. Nhưng mà tuy nhiên ở trong điều kiện của chúng ta, cái dây mà dành riêng cho thiết kế riêng cho tạo nhịp tạm thời thì rất là đắt tiền. Thế và ở đây thì chúng ta làm EP, tức là đốt đoạn nhịp rất là nhiều. Chúng ta có nhập được những cái dây để thăm dò điện sinh lý tim này rất là nhiều. Thế nên ta tận dụng cái dây này để dùng để làm tạo nhịp tạm thời. Đấy, nhưng mà vốn của nó thì là không phải. Đó. Ta phải có cái lưu ý ở đấy. Thế thì chỉ định thường gặp nhất của cái máy tạo nhịp vĩnh viễn trên lâm sàng thì các anh chị sẽ đọc các khuyến cáo nhá, chủ yếu là đối với bệnh lý nút xoang đó, và thứ hai là gì ạ, đối với block nhĩ thất đó, lớn. Đấy là một số cái gì thì có rất là nhiều, liệt kê đây thì không để hết được. Chúng ta sẽ đọc khuyến cáo và ta áp dụng trên những trường hợp lâm sàng cụ thể. Rồi, thế hoạt động cơ bản của máy tạo nhịp là gì? Hoạt động cơ bản của máy tạo nhịp là dây điện cực này nó là đường hai chiều, luôn nhớ nó là đường hai chiều. Dây điện cực có thể là thì thu nhận tín hiệu điện, tức là có tín hiệu điện từ tim sẽ chạy qua dây điện cực về máy để xử lý, và thứ hai là truyền xung động từ máy tới tim nhịp cho bệnh nhân. Thế thì cái phương thức tạo nhịp cơ bản hiện nay mà chúng ta vẫn làm thường ngày ở trên lâm sàng và chúng ta cài đặt đối với máy tạo nhịp thời lẫn máy tạo nhịp vĩnh viễn là tạo nhịp theo nhu cầu. Tức là máy nó sẽ âm thầm nhận cảm nhịp tự nhiên của bệnh nhân. Mà nếu mà phát hiện nhịp nội tại của bệnh nhân đột ngột chậm xuống dưới mức cài đặt, ví dụ 60 chu kỳ phút, thế tức là nếu mà nhịp nội tại của bệnh nhân từ 59 trở xuống thì máy nó sẽ phát xung tạo nhịp. Còn nếu nhịp của bệnh nhân lại nhanh lên trở lại thì máy nó sẽ âm thầm lại chờ đợi nhận cảm, nó bảo nhịp bệnh nhân có, ôi mất rồi, tạo nhịp bệnh nhân có, thì lại không làm gì hết. Thế thì em đã gặp được những trường hợp là bệnh nhân xuống viện tim mạch khám về máy tạo nhịp, sau đó bệnh nhân thắc mắc là tôi đi khám ở bệnh viện nào đấy, bác sĩ bảo tôi có máy tạo nhịp nhưng mà máy không hề hoạt động. Thế tại sao tôi cái máy tạo nhịp mới dùng được mấy năm mà bây giờ là máy lại không hoạt động là như thế nào? Kể cả các đồng nghiệp cũng thắc mắc những câu tương tự. Thế ta phải hiểu là gì ạ, khi nào nhịp của bệnh nhân làm sao chậm hơn, đúng không ạ, cái cài đặt của máy thì là gì ạ, máy mới tạo nhịp cho bệnh nhân. Đấy. Ví dụ ta có một bệnh nhân là suy nút xoang chẳng hạn, sẽ có lúc là nhịp rất là chậm xoang hoặc là có những khoảng ngừng xoang dài, đúng không? Thì khi đó là máy mới tạo nhịp cho bệnh nhân. Còn những lúc mà nhịp xoang gì ạ, bình thường thì làm sao máy sẽ không hề phải tạo nhịp cho bệnh nhân mà nó lại âm thầm chờ đợi, và ta ghi điện tâm đồ những lúc đấy ta sẽ toàn thấy là nhịp xoang, ta không thấy cái gì khác. Thế đối với ví dụ bệnh nhân bị block nhĩ thất cấp 3 là tần số thất rất là thấp, 30-40 chu kỳ phút, thì làm sao khi đó là máy nó sẽ tạo nhịp gì ạ? liên tục, lúc nào ta cũng thấy máy tạo nhịp với tần số ví dụ 60, 70 hoặc 80 gì đó, tùy là ta cài đặt và tùy vào cái mức độ hiện đại của cái máy. Thế thì các chỉ định thường gặp, hai bệnh cảnh thường gặp nhất trên lâm sàng có chỉ định cái máy tạo nhịp, đó là suy nút xoang có triệu chứng và block nhĩ thất cấp 3, đúng không ạ? Thì đây là một trường hợp là có gì ạ, có một khoảng ngừng xoang, đúng không ạ? Khoảng ngừng xoang rất là dài. Ê, đáng nhẽ là ta sẽ có khoảng 2 nhịp xoang ở đây, đúng không ạ? Nhưng mà thay vì đó thì là khoảng ngừng xoang này rất là dài. Và nếu mà ta có một cái máy tạo nhịp ở đây thì máy tạo nhịp có thể sẽ phát nhịp được ở khoảng này và khoảng này. Sau đó đến đây là có nhịp xoang trở lại thì máy lại không cần phát nhịp nữa.
Vâng. Thì đây trường hợp này là đốt nhĩ thất cấp 3 đúng không ạ? Nhĩ ở đây, thất đúng không ạ? Nhĩ có một nhĩ lẩn ở trong này đúng không ạ? Nhĩ, nhĩ, thất, nhĩ. Ở đây trường hợp đốt nhĩ cấp 3 cũng là một trường hợp cần phải tạo nhịp cho bệnh nhân. Thế một số ví dụ về điện tâm đồ của máy tạo nhịp anh chị. Đấy, đây là tạo nhịp một buồng thất đúng không ạ? Ta có một máy tạo nhịp ở đây. Ta đưa vào đặt ở mỏm thất phải. Thế thì tạo nhịp này ta sẽ thấy có một cái điện tâm đồ ghi được trong điện tâm đồ lúc bệnh nhân tạo nhịp. Thì ta sẽ lưu ý là ta sẽ thấy có cái spike. Cái sóng spike là một cái sóng vạch dài và sắc nét. Đó, sắc nét. Và cái sóng spike này sẽ chính là cái ghi nhận được cái dòng điện mà ở thời điểm phát ra và bắt đầu vào cơ tim của bệnh nhân. Xong rồi sau đó là nếu cơ tim của bệnh nhân đáp ứng thì ta sẽ thấy một cái phước bộ QRS, đúng không? Cụ thể đây là tạo nhịp buồng thất, ta sẽ thấy một phước bộ QRS đây, đúng không? Đi đằng sau cái spine, đằng sau cái spine đó. Thế thì bao giờ tạo thấy spine này? Có trường hợp nào các anh chị không nhìn thấy cái spine này không? Có không ạ? Trong trường hợp như nào? Khi nào để không nhìn thấy cái spine? Trường hợp này nhìn thấy spine rất là rõ đúng không ạ? Thì khi nào để không nhìn thấy spine và tưởng nhầm là đấy là nhịp tự nhiên của bệnh nhân mà không hề được tạo nhịp, không phải là nhịp của máy tạo nhịp mà gì ạ, mà đấy là nhịp của bệnh nhân. Thế ngày xưa ấy, tại sao là các máy tạo nhịp ta đều nhìn thấy rất là rõ spine, hoặc là những máy bây giờ ta cũng sẽ cài spine, đó là ta đấy là những cái máy, ví dụ ngày xưa là máy ở chế độ unipolar, tức là tạo nhịp đơn cực. Đấy, tạo nhịp đơn cực thì ta bao giờ tạo thấy cái spine rất là rõ, rất là rõ. Còn những cái máy bây giờ là máy bipolar, tức là tạo nhịp lưỡng cực. Đấy, tạo nhịp lưỡng cực thì là ta có thể cái spine sẽ rất là nhỏ, và rất nhiều trường hợp nếu mà cái ngưỡng tạo nhịp của bệnh nhân rất là tốt, tức là chỉ cần một dòng điện nho nhỏ đấy, ví dụ tầm 0,9V hoặc 1V hoặc 1,2V là tạo nhịp được cho bệnh nhân, thế thì là cái spine có thể rất bé, và có rất nhiều trường hợp ta nhìn rất là kỹ ta mới thấy, hoặc là ta sẽ nhìn thấy ở một vài chuyển đạo, không phải là tất cả các chuyển đạo ta nhìn thấy spine. Đấy là vậy, là có nhiều trường hợp ta có thể bỏ sót và ta tưởng nhầm đấy là nhịp tự nhiên của bệnh nhân, nhưng mà thực chất là cái nhịp đó là nhịp được tạo bởi máy tạo nhịp ra. Thế thì cái sự khác biệt giữa nôm na anh chị là máy tạo nhịp thì nó cái dòng điện của máy tạo nhịp tạo ra ấy, nó có giống cái dòng điện ở cái ổ điện này của mình không? Nó giống dòng điện ở ổ điện không? Có giống không ạ? Ai bảo giống ạ? Này khác. Vâng. Dòng điện của máy tạo nhịp tạo ra là dòng điện một chiều, giống dòng điện của máy xúc điện. Máy xúc điện cũng là dòng điện một chiều. Nên nếu các anh chị ví dụ sờ vào bệnh nhân mà chẳng may bị lúc mà xúc điện có bạn khác đang xúc điện, xong mình lại sờ vào bệnh nhân, chẳng may mình thấy giật một tí nhưng mình không bao giờ chết, không sợ. Dòng điện một chiều sẽ không gây rung thất. Mình chỉ có dòng điện xoay chiều thì mới gây có thể gây rung thất. Nhưng mà chi tiết hơn một tí, dòng điện xoay chiều nào sẽ gây rung thất? Đó là dòng điện xoay chiều mà có giải tần thấp, tức là điện sinh hoạt của mình. Giải điện định sinh hoạt thì nó có giải tần khoảng 50-60 Hz nhá, là giải tần thấp, thì là điện này sẽ gây rung thất cho bệnh nhân. Thế còn cái dòng điện xoay chiều, ví dụ như là bọn em đốt rối loạn nhịp, chính là dòng điện xoay chiều. Tại sao dòng điện xoay chiều đấy không gây rung thất cho bệnh nhân? Vì dòng điện xoay chiều đấy là có giải tần số rất là cao, đúng không ạ? Và rất là cao, lên tới kilohertz, megahertz, và có một cái giải tần nó gọi trong cái dòng điện xoay chiều với cái giải tần nó rất là cao, từ ví dụ 50 Hz đúng không ạ, đến hàng nghìn kilohertz, megahertz. Thế thì có một cái giải tần ở cái khoảng giữa này thì nó gọi là giải tần radio nhá. Và cái ứng dụng của dòng điện để đốt u gan ấy, hay là đốt gì gì đấy, đốt u gan rồi đốt loạn nhịp tim rồi là đốt một số cái khác, là nó lấy cái giải tần nằm ở trong cái khoảng của giải tần radio này. Đấy thì ta sẽ gọi đấy này, chứ cái này nó sẽ không phải là như kiểu là ta ví dụ chữ radio là kiểu ta nghe đài nghe đi các thứ, đúng không ạ? Đấy, ta phải hiểu. Thế thì ta phải dùng chữ giải tần radio thì đúng hơn là cái chữ cao tần. Cao tần có một số những nơi khác thì hay dịch là đốt sóng cao tần, đúng không ạ? U gan viết các thứ ấy. Thực ra là cái này thì lại không chính xác, mà giải tần radio mới là đấy. Ví dụ như cái này ta có thể gọi là cao tần, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì trong cái giải tần radio này thì ta sẽ dùng chính xác hơn trong các đốt u gan hoặc đốt loạn nhịp tim, đốt một số cái khác. Và
Thế thì dòng điện của máy tạo nhịp cũng là dòng điện một chiều. Thì nếu mà unipolar, tức là tạo nhịp đơn cực, tức là dòng điện một chiều bao giờ nó cũng cần một vòng khép kín, dòng điện đi theo một vòng khép kín, đúng không ạ? Phải có một cực dương, một cực âm, đúng không ạ? Thế thì unipolar tức là gì? À, cái dây điện cực ở đây với cả thân máy ở trên này thì nó sẽ tạo thành một vòng khép kín ở đây. Đấy, giữa cái này thân máy là một cực và dây điện cực này là một cực. Vâng. Thế còn unipolar tức là gì? Tức là trên cái dây điện cực này thì có một điện cực ở đây, là điện cực âm, ví dụ ở mỏ này, ở đầu xa của điện cực và ngay gần đấy, cách đấy một vài mm thì là điện cực số 2, đây là điện cực dương. Như vậy dòng điện chỉ cần đi qua đây xong rồi đi qua đây đấy, là đủ, đúng không? Có hai cực là đủ tạo nhịp tim cho bệnh nhân. À. Thế thì các anh chị có biết có một ví dụ là bệnh nhân block nhĩ thất cấp 3, block nhĩ thất cấp 3, tần số thất bệnh nhân nội tại tự nhiên khoảng 30 lần một phút. Sau khi cấy máy tạo nhịp một buồng cho bệnh nhân với điện, đây tạo nhịp một buồng như thế này, à. Ấy thì ta sẽ đặt 60 lần một phút. Thế ta tạo nhịp lâu rồi thì cái ổ này sẽ ngủ yên, đi ngủ, không thức dậy nữa. Đấy. Thế khi mà ta ngừng đột ngột máy tạo nhịp, đúng không? Thì là cái ổ này sẽ không thể vùng lên kịp, phát kịp cho bệnh nhân sẽ vô tâm thu một đoạn dài và xuất hiện rung thất, tử vong. À. Thế thì khi mà cái máy tạo nhịp, ví dụ cái máy tạo nhịp một buồng này, unipolar này hết pin, thế là bác sĩ sẽ thay máy, đúng không ạ? À, thay máy, thì sẽ để lại dây, vì dây vẫn còn tốt, sẽ mở ra này, rạch ra này. À, xong rồi bình thường ta phải nhấc cái máy ra, đúng không ạ? Xong ta tháo vít cái chỗ khớp nối với cả dây điện cực, sau ta vớt cái máy ra ngoài, xong ta lấy một cái máy khác ta nối vào, đúng không? Nối vào cho bệnh nhân, nối vào cái dây điện cực cho bệnh nhân, xong rồi ta đặt vào trong này. À. Thế thì nếu đối với điện cực unipolar, các anh chị tưởng tượng có thể sẽ có chuyện gì xảy ra này. Khi ta rạch ra này, ta cầm cái máy này, đúng không? Xong rồi sao? Sao? Ta rạch ra, ta cầm cái máy này. Khi các anh chị chỉ cần nhấc lên không khí, lên không trung, cái máy nó không còn tiếp xúc với mô da cơ của bệnh nhân, thì lập tức là gì? À, là vô tâm thu. Anh chị hiểu không? À, bởi vì là sao? Bởi vì đấy là tạo nhịp theo kiểu đơn cực, tức là cái môi trường da cơ thể, máu của bệnh nhân, dịch trong bệnh nhân là môi trường dẫn điện, đúng không? Khi cần tạo nhịp nó sẽ là gì ạ? Một cái dòng điện chạy từ điện cực này tới máy, sau đó vòng về đây tạo thành một vòng khép kín, đúng không? Khi anh chị nhấc cái thân máy lên khỏi không trung thì làm gì ạ? Cái máy đấy nó sẽ không còn làm sao? Không còn tiếp xúc với da cơ của bệnh nhân nữa, đúng không? Không còn tiếp xúc với da cơ của bệnh nhân nữa thì làm sao? Nó sẽ cái dòng điện này sẽ bị gì ạ? Bị ngắt, đứt giữa chừng. Như vậy sẽ không còn khả năng làm sao tạo nhịp cho bệnh nhân, lập tức là sẽ vô tâm thu ngay. Thế còn đối với điện cực lưỡng cực này, tức là hai cái điện cực này luôn luôn tiếp xúc ở trong cái môi trường của bệnh nhân, trong cơ tim của bệnh nhân, thì khi mà ta thay máy lưỡng cực, ta nhấc cái máy lên, đúng không, thì vẫn còn hai điện cực vẫn gắn ở trong tim của bệnh nhân, vẫn tạo nhịp tim cho bệnh nhân bình thường, xong ta thao tác các thứ vân vân, thứ này khác. Tức là cái lưỡng cực, tạo nhịp lưỡng cực là hai điện cực luôn luôn nằm của bệnh nhân, không cần đến cái thân máy. Đó, như vậy ta nhấc cái thân máy đi đâu cũng được. Đó, ta nhấc lên, nhấc xuống để lau rửa, vân vân. Ta không cần phải lúc nào cũng phải dính vào da của bệnh nhân thì hoàn toàn là được. Thế đấy là ví dụ để anh chị hiểu là cái cơ chế của tạo nhịp đơn cực và lưỡng cực là khác nhau như thế nào. Thế ở đây thì là gì ạ? Cũng tạo nhịp một buồng thất, đúng không ạ? Ta sẽ thấy có gì ạ? Có spine và một cái phóng QRS ở đây. Ê, đây là ta thấy một nhịp xoang nhân, đúng không ạ? Rõ ràng đến đây máy nó sẽ chờ một khoảng thời gian bao nhiêu đấy tùy vào ta cài đặt. Nếu nó không có nhịp nội tại của bệnh nhân thì máy nó sẽ tạo nhịp. Thế thì về mặt nguyên tắc là tất cả mọi loại nhịp chậm đều giải quyết được bằng tạo nhịp một buồng thất, đúng không ạ? Cứ nhịp chậm gì nhỡ nhịp chậm một tầng nhĩ hay nhịp chậm một tầng thất, ta có tạo nhịp một buồng thất là xong. Thế thì nhưng mà tuy nhiên là tạo nhịp một buồng thất không phải tối ưu cho mọi bệnh nhân, bởi vì cái nhược điểm của nó là gì ạ? À, ta chỉ tạo nhịp một buồng thất thôi, ta không đoái hoài gì đến nhĩ, cho nên là ta sẽ mất đồng bộ nhĩ thất, đúng không? Ví dụ khi mà block nhĩ thất cấp 3 xảy ra thì nút xoang, khi block nhĩ thất cấp 3 thì nút xoang sẽ phát ví dụ 90 chu kỳ một phút,
nhưng mà ở dưới thất thì ví dụ chỉ 30 đúng không? Cái ta tạo nhịp cho thất cho bệnh nhân là ví dụ 70 chu kỳ một phút, trong khi đó nút xoang thì vẫn cứ đều đặn phát nhịp đúng không? Ví dụ 90, 100 các thứ tùy. Thường là broker 3 là tần số xoang khá nhanh vì nó không thấy nhịp thất mà. Với nhịp thất thì là nó sẽ có cái kích thích, nó có feedback để làm sao tăng nhịp xoang lên, tăng nhịp lên mãi nhưng mà thất thì vẫn không có. Đấy thì khi ta cấy máy vào thì tần số xoang có thể giảm xuống nhưng mà nó không bao giờ có đồng bộ. Ở trên này ví dụ 90, dưới này là 70 sẽ hoàn toàn là lệch nhau. Như vậy là về mặt hiệu huyết động là sẽ không hề tối ưu. Nhĩ sẽ bóp một đằng đưa máu xuống đúng không? Nhưng mà thất thì lại phải bóp một nẻo chứ nó không có đồng bộ nhĩ thất theo sinh lý thông thường. Đấy. Thế thì đối với nhịp chậm xoang mà kèm những cái đoạn ngừng xoang như này thì làm sao tạo nhịp như thế nào là thích hợp hơn? Tạo nhịp một buồng thất trong trường hợp này, tạo nhịp gì ạ? Trong trường hợp này là ta thấy là dẫn chuyển nhị thất là tốt đúng không? Như vậy ta cần tạo nhịp ở đây là sẽ chỉ định là tạo nhịp nhĩ. Cái tạo nhịp một buồng nhĩ là gì? Ta sẽ gài một cái dây điện cực buồng nhĩ, do nút nhị thất thì vẫn tốt, dây điện cực này phát nhịp truyền xuống nút nhị thất và truyền xuống điềm nhiên cử cực hai thất như bình thường. Thế và ví dụ đây là hình ảnh ta có spine này đi sau với một cái khử cực nhĩ đó. Sau đó lại dẫn chuyển nhĩ thất như bình thường và tạo ra một cái QRS. Như vậy là những cái trường hợp mà suy nút xoang đơn thuần, bằng lý thuyết là hoàn toàn ta chỉ cần tạo nhịp một cục nhĩ, ta chỉ cấy một cái dây nhĩ vào cho bệnh nhân là xong, không cần phải có những cái tạo nhịp thất theo. Và nếu mà cho chọn bệnh nhân suy nút xoang mà cho chọn máy một buồng, cho chọn là tạo nhịp nhĩ hay tạo nhịp thất thì rõ ràng ta cần phải gì ạ? Tạo nhịp nhĩ cho bệnh nhân. Thế thì rõ ràng là nếu nút nhĩ thất vẫn tốt đúng không ạ, thì bệnh nhân chỉ suy nút xoang đơn thuần thôi thì tạo nhịp một buồng nhĩ là hoàn toàn thích hợp. Thế thì bây giờ giả sử là bệnh nhân nhịp chậm xoang và kèm theo dẫn chuyển nhĩ thất có lúc không tốt thì ta làm gì ạ? Khi đó ta cần phải có một cái dây để đảm bảo có cái tạo nhịp thất. Khi cần thiết ta sẽ đưa thêm dây điện cực gắn vào buồng thất và nó khi đó nó sẽ trở thành máy tạo nhịp hai buồng. Và thế thì đối với máy tạo nhịp hai buồng thì điện cực nhĩ sẽ nhận cảm nhịp xoang nội tạng và sẽ tạo nhịp nhĩ khi cần. Còn điện cực thất cũng sẽ nhận cảm nhịp thất nội tạng và nếu mà chẳng may lúc nào đó nhịp thất không có thì nó sẽ lại tạo nhịp thất. Thế thì tạo nhịp hai buồng ta có thể thấy đây là các hình thái điện tâm đồ khác nhau của máy tạo nhịp hai buồng. Đây là bốn trường hợp xảy ra khi mà ta tạo nhịp hai buồng. Trường hợp thứ nhất là gì ạ? Nhĩ kia là nhĩ của nhịp xoang thông thường, đúng không ạ? Nhĩ trên này là nhĩ của nhịp xoang thông thường. Thế và dẫn truyền nhĩ thất xuống dưới thì là bị đứt. Đấy, cho nên là máy tạo nhịp phải phát một spine và tạo nhịp thất cho bệnh nhân. Ta sẽ thấy là phức bộ QRS là theo tạo nhịp thất. Đây cũng như vậy, nút xoang bình thường. Thế thì trường hợp thứ hai có thể xảy ra đó là gì ạ? Nút xoang cũng dẫn rất kém, rất chậm, cho nên là phải có tạo nhịp cả thất. Đấy, sẽ có một spine, sau đó đến một sóng cử cực nhĩ, tạo nhịp nhĩ, sau đó là đến một cái spine khác để tạo nhịp thất, vì là dẫn truyền nhĩ thất kém và nhĩ cũng kém. Trường hợp thứ ba là gì ạ? Vừa có tạo nhịp nhĩ với sóng nhĩ ở đây, sau đó dẫn truyền nhĩ thất xuống thì là tốt, cho nên là ta có một cái QRS như bình thường. Và trường hợp thứ tư là gì ạ? Nút xoang có những lúc mà nút xoang hoạt động như bình thường, nút xoang hoạt động như bình thường, không có bất kỳ những cái chậm ở phần nút xoang và dẫn truyền nhĩ thất cũng rất là tốt, cho nên ta sẽ ghi được hiện như bình thường. Như vậy là ở một cái bệnh nhân mà tạo nhịp hai bằng máy hai buồng thì ta có thể thấy những cái hình thái điện tâm đồ như thế này, và hình thái điện tâm đồ này có thể không khẳng định mọi lúc đấy, mà nó sẽ là tùy từng lúc của bệnh nhân. Và những lúc mà nhịp xoang tốt thì điện tâm đồ hoàn toàn không thấy dấu vết gì của máy tạo nhịp. Những lúc mà dẫn truyền nhĩ thất kém thì ta sẽ thấy có dấu vết của tạo nhịp thất. Những lúc mà dẫn truyền nhĩ thất tốt mà chỉ có chậm nút xoang thôi thì ta sẽ chỉ thấy dấu vết tạo nhịp nhĩ. Đấy là những cái trường hợp khác nhau máy tạo nhịp. Thế đây là một cái điện tâm đồ biểu thị là gì ạ? Ta thấy tạo nhịp cả nhĩ cả thất, đúng không ạ? Tạo nhịp cả nhĩ cả thất ở bệnh nhân mang máy tạo nhịp hai buồng. Đây cũng là một trường hợp khác, đúng không ạ? Ta sẽ thấy là trông thì khá là lằng nhằng, đúng không ạ? Một số các bác sĩ mà không nhìn không quen lắm thì thấy rất lằng nhằng. Nhưng mà ta nhìn phân tích kỹ ra thì ta thấy là có một spine ở đây, sau đó đến gì ạ? Một cái khử cực nhỏ nhỏ ở đây. Nếu nhìn những chỗ khác thì có thể sẽ rõ hơn một tí. Ta thấy lăn tăn chứ không phải là đường đẳng điện thẳng nhé. Thế xong rồi sau đó là đến một spine của tạo nhịp thất. Đây là cái biểu thị của tạo nhịp hai buồng.
À. Tạo nhịp này là tạo nhịp mấy buồng ạ? À, tạo nhịp hai buồng đúng không ạ? Ta cũng thấy có một spike nhĩ và đi kèm theo là một spike thấp. Vâng. Vâng. Bây giờ câu hỏi đặt ra cái điện tâm đồ này là gì ạ? Điện cực thất đặt ở đâu? Điện cực thất được ở bệnh nhân này được đặt ở chỗ nào? Và tại sao là QRS lại giãn rộng? Sao? Tại sao lại là mỏm thất phải? Hình ảnh lúc nhánh trái. Âm ở D2, D3, VF. Không phải cứ ở mỏm lên là sẽ âm ở D2, D3. Tức là không phải thấy D2, D3 âm thì có nghĩa là sẽ là mỏm. Điện cực đặt ở đâu? Bây giờ khi mà ta cấy máy, bệnh nhân cấy máy về phòng, xong rồi là bác sĩ trong biên bản cấy máy ghi là điện cực thất đặt ở mỏm thất phải. Sau ta làm cái điện tâm đồ. Đây là điện tâm đồ. Thế thì ta có thể thông qua điện tâm đồ để kiểm chứng xem có đúng cái điện cực đặt ở mỏm thất phải hay là bác sĩ nói nhầm, bác sĩ làm thủ thuật nói nhầm, hay là điện cực đã bay đi mất rồi trong khoảng thời gian vừa mới cấy máy xong về nhà, điện cực đã bay đi chỗ khác rồi, chứ không phải nằm ở mỏm thất phải nữa. Đúng không ạ? Ta có cách để biết không ạ? À, ta có cách để biết đó là nhìn vào điện tâm đồ, đúng không ạ? Thế thì điện tâm đồ này thể hiện bảng thích hơn. À. Tất cả mọi người có thuộc cái tam trục kép Bailey đấy ạ. À, tam trục kép Bailey cực kỳ quan trọng nhá. Nếu ta không thuộc cái này thì không bao giờ đọc được điện tâm đồ, không bao giờ nhận định được các loại nhịp khác nhau. À, đây D1 đúng không ạ? Đây là AV F. Đây là D2. Đây là D3 đúng không ạ? Đây là AV R đúng không ạ? Và đây là AV L đúng không ạ? Tiếp đến là các điện cực trước tim đúng không ạ? Các điện cực trước tim đúng không ạ? V1 đúng không ạ? V2 V3 V4 V5 V6 và hướng của cái vector là hướng ra thành ngực thì là dương, còn ở bên trong thì sẽ là âm đúng không ạ? Các bạn thuộc được cái này. Thế thì bản chất là các điện cực trước tim thì là nhìn theo quả tim theo cái mặt phẳng ngang, đúng không? Ta nhìn bên này, nhìn ở bên này, nhìn này, nhìn từ sau lưng. Nếu ta có V7, V8, V9 V9, V8 V7 nhìn vào mặt phẳng ngang. Còn các điện cực ngoại biên thì là nhìn quả tim theo mặt phẳng trán. Phẳng trán tức là các điện cực D1, D2, D3 đấy. Đấy, và các vector AVR, AVL, AVS thì nhìn theo mặt phẳng trán, tức là thằng người đứng dạng tay ra như này thì là nó nhìn về hướng này, hướng này. Đấy, nhìn qua tim thì các hướng phía bên này. Thế thì hai cái mặt phẳng này là hoàn toàn là vuông góc với nhau, đúng không? Một mặt phẳng trán và một phẳng này là vuông góc với nhau. Vậy thì ta sẽ có hai bình diện để tâm đồ, chẳng qua ta nhìn được quả tim ở hai bình diện. Thì về phía V4, V5, V6 là chính là gì ạ? À, ở phía này đúng không ạ? Là phía mỏm tim. D2, D3, VF là phía gì ạ? Thành phía dưới. Đó, phía dưới. Vâng. Thế thì ở điện tâm đồ này ta thấy là D2 âm, D3 âm, AVF âm, đúng không ạ? Như vậy khử cực nó sẽ phải là khử cực từ đâu? À, ngược chiều, đúng không ạ? Vector phải đi ngược chiều với D2, D3, AVF, ngược chiều. Đồng thời ta nhìn thấy ở gì ạ? V4, V5, V6 làm sao? Âm, đúng không ạ? Mà điện cực V4, V5, V6 là điện cực ở phía mỏng nhất. Mà lại ngược chiều chứng tỏ là cái vector sẽ phải đi làm sao? À, từ phía ngược lại các vector của V4, V5, V6. Như vậy cái vector đấy phải là một vector đi chéo chéo như thế này. Tổng hợp lại nó sẽ là một cái vector đi như thế này. Đó, là cái vector khử cực do cái tạo nhịp thất sinh ra. À, thế thì khi mà ta nhìn thấy một cái điện tâm đồ máy tạo nhịp mà thấy D2, D3, VF âm, đồng thời V4, V5, V6 cũng âm, thì đấy là điện cực này chắc chắn là đặt ở gì ạ?
ở mỏm thất phải, nhá, mỏm thất phải. Nếu mà trong có trường hợp ta thấy là D2, D3 phép âm, nhưng mà V5, V6 lại dương, thì sao? V5, V6 lại dương chứ lại không âm. Chưa thì làm sao? Gần vách. Van ba lá, van chủ đúng không ạ? À, nếu mà cũng giống như một cái ổ ngoại tâm thu, nếu mà ổ ngoại tâm thu khởi phát từ đây mỏm lên đúng không ạ? Vector đi trường này sẽ ngược với vector V4, V5, V6 đúng không ạ? Và D2, D3, AVF cũng là ngược chiều lại đúng không ạ? À, nếu mà ở đây trong trường hợp này thì như thế nào? Nếu điện cực đặt ở đây hoặc là một ổ ngoại tâm thu mà khởi phát từ đây, chỗ này được gọi là gì ạ? À, đường ra thất phải đúng không ạ? Thì khử cực làm sao? Khử từ trên xuống đúng không ạ? Khử cực này sẽ làm cho D2, D3 vét làm sao? Dương đúng không ạ? Dương. V4, V5, V6 làm sao? À, cũng dương. Thế vậy có trường hợp là nằm ở đâu? Tạo nhịp ở đâu? Hoặc là ổ ngoại tâm thu ở đâu thì lại có D2, D3 vép âm. Còn V5, V6 thì lại làm sao? Dương. Thế nằm chỗ nào? À, nếu mà cái ngoại tâm thu nào đó xuất phát từ phía làm sao? À, phía vòng van. À, phía gần, phía đáy tim, ở thất phải nhưng về phía đáy. Thì cái khử cực nó là cái khử cực có thể đi theo hướng như thế này. Khử cực này có thể tạo ra D2, DFF âm. À, nhưng mà vẫn xuôi chiều với V5, V6. Và tạo ra V5, V6 có thể dương. Yeah. V5, V6 hoàn toàn có thể dương. Còn D2, DFF âm. Như vậy là khi mà ta phải thu được cả V5, V6 cũng âm, tịt. Và ở các chuyển đạo ngoại biên, tức là D2, D3, DFF âm. Thì ta sẽ giúp khẳng định là chắc chắn là dây điện cực này được đặt ở mỏm tim. Đây là cái nguyên lý của vector mà ta cần phải hiểu ở một chút. À, thế tại sao QS lại giãn rộng? Rất là dễ hiểu hơn đúng không ạ? Nó giống như là ngoại tâm thu ấy. Đúng không? QS giãn rộng bởi vì là gì ạ? Cái tạo nhịp này được khởi phát từ một phía bên, thất, đúng không? Sau đó nó phải mất thời gian để nó khử cực đi sang thất còn lại. Thế nên là tạo ra thời gian QS sẽ giãn rộng hơn rất là nhiều. Và như vậy tạo nhịp mỏm thất phải đúng không ạ? Vector tổng của cực thất như thế này để tạo ra, ví dụ ở D2 ta thường thấy là âm mà. Thế đường ra thất phải là một, nếu ta gài một cái dây điện cực và đường ra thất phải ở phía trên này gần van động mạch phổi kia thì ta sẽ ví dụ ở D2, D3 nó sẽ thu được gì ạ? À, dương này. À, dương lên bởi vì vector khử cực, vector đi từ trên xuống và xuôi chiều với D2, D3, VF. À, thế thì đây là một cái tạo nhịp đường ra thất phải trên phim X-quang đúng không ạ? À, cung động mạch phổi phía trên này. Và cái vị trí này tính là vị trí đường ra thất phải, là cái chỗ mà bọn em hay đốt ngoại tâm thu ấy, đường ra thất phải. Tức là lái cái sông cate từ dưới tĩnh mạch chủ dưới luồn qua van ba lá và luồn vào cái khu vực này. Thế ngoại tâm thu đường ra thất phải nó sẽ nằm đâu đó quanh khu vực này. Và việc còn lại là ta tìm để tìm ra được cái vị trí chính xác cuối cùng. Đó. À. Thế trong trường hợp này thì điện cực thất lại nằm ở đâu? Dự đoán có thể điện cực thất nằm ở đâu? Với cái điện tâm đồ này. Điểm đồ này là của máy tạo nhịp mấy buồng ạ? Hai buồng đúng không ạ? Vâng, ta nhìn thấy rõ hai spine đúng không ạ? Đây là trường hợp này là spine rất là rõ. À, nhớ là có những trường hợp là spine không rõ được. À. Điện cực này thì dự đoán, điện cực thất này dự đoán là nằm ở đâu ạ? Thế nào? Thế trước hết là ta thấy QRS tương đối mảnh đúng không ạ?
Anh chị có thấy không ạ? QRS là khá là mảnh, QRS nó không rộng. Như vậy là với cái QRS tạo nhịp hẳn hoi nhưng mà QRS khá là mảnh. Đấy, chỉ khoảng tính ra nếu tính cả spike cho đến đây thì chỉ khoảng 3 ô, tức là tầm 120 mi giây. Tức là chỉ hơn cái ngưỡng mà được gọi là QRS hoạt động một chút xíu. Khá là mảnh. Đấy, và khi mà QRS càng mảnh thì chứng tỏ điện cực nó càng gần đâu ạ? Càng gần phía vách hơn, đúng không ạ? Phía vách hơn. Thế thì ở đây ta thấy là D2 thì làm sao? Dương, đúng không ạ? D3 thì âm. AVF cũng âm nhưng mà lại không âm nhiều quá, đúng không ạ? Thế cộng tổng lại ba cái này. Đấy. Cộng tổng lại, đúng không ạ? Thì nó làm sao? Âm, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ, nếu mà trong trường hợp mà D2 ở cái điện tâm đồ trước ở D2 âm tịt sâu hẳn, đúng không ạ? D3 cũng âm tịt sâu hẳn, AVF cũng âm tịt sâu hẳn, đúng không ạ? Đấy, quay lại điện tâm đồ trước ta nhìn. Đấy, âm rất là nhiều, âm rất là nhiều, đúng không ạ? Âm rất là nhiều, đây là cái này là cực kỳ âm. Còn điện tâm đồ này làm sao? Điện tâm đồ này trừ đằng D3 ra thì AVF âm không nhiều lắm như D3. D2 làm sao? Dương hơn chút. Và cộng tổng lại rõ ràng là nó bớt âm hơn rất là nhiều so với cả một cái điện tâm đồ mọp thật sự, đúng không ạ? Cộng tiếp là V4, V5, V6 làm sao? Lại dương, đúng không ạ? Vâng. Thế thì vậy cái điện tâm đồ này thì làm sao? Điện cực nó ở vùng gì ạ? Phía chỗ này được gọi là phía vách nhỉ? Vâng, phía vách thấp thì gọi là phía vách thấp. Nếu mà điện cực đặt ở mỏm ấy thì là ta thấy cái dây điện cực nó sẽ đi vòng xuống dưới như này. Thế và vị trí mỏm thất phải là bao giờ cũng sẽ thấp hơn cái bóng cơ hoành ở trên X quang nhỉ? Ta chụp X quang ta thấy X quang phim thẳng ta sẽ thấy hai cái bóng cơ hoành, thì điện cực thất mỏm thất phải bao giờ cũng thấp hơn cái bóng cơ hoành ở trên phim X quang. Và điện cực thất bao giờ cũng thấp hơn trên phim thẳng, bao giờ cũng thấp hơn cái bóng cơ hoành này, bởi vì cái bóng tim nó nằm như này. Thì nếu mà thấy điện cực mà cao hơn ở mấp mé cái vùng bóng cơ hoành và mấp mé cao lên trên vùng này thì đây là chính này phía gọi là vùng phía vách, có thể là phía vách thấp tức là gần phía mỏm, còn có thể là phía vách cao một chút đường ra thất phải, còn cao hơn hẳn đường ra thất phải thì là phía trên này. Như vậy thì tùy vào cái vị trí điện cực mà ta sẽ có những cái hiện tượng khác nhau. Thì trong trường hợp này là dây điện cực nó được đặt ở cái vùng phía vách vách này. Vâng, rồi thì đấy là cái kết thúc cái phần nội dung cơ bản và những cái cơ bản của bài 1 theo yêu cầu của bộ môn. Thì cái bài 2 của em sẽ trao đổi vào trưa thứ hai tuần tới, đó là gì? Các hiện tượng bất thường và điện tâm đồ bất thường của bệnh nhân có máy tạo nhịp. Thì trên cơ sở những điện đồ bình thường hôm nay thì những điện đồ bất thường nó sẽ như thế nào, và những cái mà ta thường gặp là ta nhận định, ta đoán biết được là cái máy tạo nhịp này nó có vấn đề gì. Vấn đề thứ hai là bây giờ bệnh nhân mang máy tạo nhịp mà các anh chị cần cấp cứu sốc điện thì ta sẽ làm gì? Bệnh nhân chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân mang máy tạo nhịp thì ta sẽ làm gì, ta đối phó với cái đấy, và nguyên lý của cái đó như thế nào, và bây giờ bệnh nhân cần phẫu thuật, đúng không? Bệnh nhân cần phẫu thuật mà lại đang máy tạo nhịp thì ta phải làm gì, và cái bản chất vấn đề ở đằng sau cái đấy nó là cái gì, như thế nào, thì em sẽ xin trao đổi ở cái bài thứ hai. Anh chị hỏi đi ạ, có câu hỏi vấn gì chưa rõ ạ? Thế bây giờ là có một câu hỏi ban nãy là có một cái vấn đề là gì nhỉ? Nãy là nhiều quên mất. Có vấn đề. Anh chị có khắc mắc gì không ạ? Anh chị có vấn đề gì chưa hiểu lắm về vấn đề máy không? Ở nguyên lý máy tạo nhịp không ạ? Vâng, đúng ạ. Có ai trả lời được câu hỏi đấy? Chắc ở đây cũng có những người đã làm rồi. Vì sao cái máy lần 2 thường ta không phải đặt điện cực mới, đúng không ạ? Ta cũng làm nhanh gọn hơn rất là nhiều. Khi chỉ mất khoảng 20-30 phút là ta đóng ra rồi. Nhưng mà vì sao là cái máy lần 2 tỷ lệ nhiễm trùng bao giờ cũng cao hơn? Và ta đừng có yên chí khi mà bệnh nhân vào thay máy lần 2. Ta đừng bảo, ôi không sao đâu, yên tâm, không sao đâu, thay máy tí mà, xong. Đó.
cảnh giác rất là nhiều vì xác suất nhiễm trùng bệnh nhân, xác suất chung trên thế giới của thay máy lần hai là khoảng 5%. 20 ca sẽ có một ca bị nhiễm trùng sau khi thay thiết bị lần thứ hai. Là vì sao? Thì khi mà các anh chị có một cái thiết bị máy tạo nhịp ở trong người, thế thì là nó sẽ tổ chức hóa ở cái vùng của cái túi mà chứa cái máy tạo nhịp ấy, nó sẽ được tổ chức hóa. Và rất trường hợp nó sẽ canxi hóa, nó sẽ đóng canxi ở cái túi của máy tạo nhịp. Và khi đó các anh chị sẽ, khi anh chị mở cái túi máy ra, không hề thấy máu chảy ra trong túi máy. Nó sẽ khác với cái việc là chúng ta tạo một cái túi máy mới. Tạo một cái túi máy mới thì là máu miếc các thứ được ta xé rách cơ mà, sẽ máu miếc các thứ chảy ra rất là nhiều, ta sẽ có máu chảy ra. Thế thì chính cái máu chảy ra đó, xong người ta đóng vào ấy, cái máy máu đấy chính là nó mang bạch cầu, đúng không? Mang bạch cầu và mang những cái để chống chịu nhiễm trùng, đúng không? Đến cho bệnh nhân cho cái vùng túi máy đấy, như vậy nó sẽ chống chịu được nhiễm trùng tốt hơn. Thế còn khi các anh chị thay máy, các anh chị mở rạch, ngoài cái việc rạch ra có một chút máu ra, thì trong cái ổ máy hoàn toàn là, thứ nhất là vô khuẩn, thứ hai là hoàn toàn không có tí máu chảy và nuôi nào. Xong anh chị nhét cái máy mới vào, đúng không? Nhét máy mới vào, ta chả phải cầm máu, ta chả phải làm cái gì cả, xong ta chỉ phải khâu lại. Thế thì khi mà có vi khuẩn lọt theo cái máy mới, đúng không, vào trong cái túi máy đấy, nó không hề được tưới máu, không hề được tưới, cái túi máy được thay lại nó không hề được tưới máu, không hề có bạch cầu, không hề có những cái chất miễn dịch được đưa đến, thì là làm sao nó sẽ nung ở trong đấy và nó sẽ tăng cái tỷ lệ nhiễm trùng cao hơn rất là nhiều. Như vậy là càng những lần thay máy sau thì xác suất mà rủi ro nhiễm trùng của bệnh nhân càng cao. Như vậy là khi mà thay máy, thậm chí là cái đòi hỏi vấn đề vô khuẩn, rửa tay kỹ này, đội mũ này, đừng để gầu rơi xuống này. Đấy, ta phải rửa, bệnh nhân phải vệ sinh tắm sạch sẽ này, ta phải sát trùng cồn trước này. Đồ dụng cụ phải tuyệt đối vô khuẩn, hết sức cẩn thận. Đấy, cẩn thận hơn rất là nhiều so với cái máy lần đầu. Tất nhiên là không phải nói như vậy để ta cấy máy lần đầu ta cứ thoải mái, đúng không ạ? Ta không có cẩn thận. Nhưng mà cấy máy gì, tất cả thủ thuật cấy máy đều phải hết sức là vô trùng tuyệt đối, bởi vì nó là thiết bị cấy ghép trong cơ thể. Xác suất nhiễm trùng sẽ cao hơn là một cái mổ tự nhiên. Đấy, một cái mổ tự nhiên kể cả mổ lớn, đúng không? Nhưng mà nó không phải là một thiết bị cấy ghép được đặt vào trong cơ thể, không phải là dị vật lạ, thì xác suất nhiễm trùng sẽ thấp hơn là đưa những cái dị vật lạ vào trong cơ thể. Như vậy là luôn luôn nhớ là thay máy lần hai sẽ có xác suất nhiễm trùng cao hơn, ta phải lưu ý hơn, dùng kháng sinh đúng hơn, và tạo cái môi trường vô khuẩn hơn. Anh chị có câu hỏi gì không? Vâng, nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì mời các anh chị nghỉ. Trưa thứ hai ta sẽ trao đổi với nhau bài thứ hai. Xin cảm ơn.